Thời điểm này, đồng bằng sông Cửu Long đang chịu ảnh hưởng của đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Mùa triều cường mới bắt đầu nhưng tình trạng sạt lở đê bao đã xảy ra tại nhiều địa phương. Điều đáng chú ý là có những khu vực năm nào giàu con nước dâng cao cũng xảy ra sạt lở. Tuy nhiên, việc ứng phó rất khó khăn. Cùng với đó, diện tích đất ở, đất sản xuất thì ngày càng mất đi. Đoạn đê bao xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Chỉ trong một ngày, sạt lở xảy ra đến 2 lần. Giá đoạn này thì đoạn khác lại rạn nứt. Toàn tuyến đê dài hơn 350m, được kết cấu bằng các pha đã ngậm đầy nước, dày đặc các vết nứt, hàm ếch. Năm nào nó cũng bị sạt lở hết á, nhưng mà có cái thì nhân dân ở đây cũng gia cố nhưng mà không được, tại vì do đất á, nó bị lún nhiều quá. 15 hecta diện tích cây ăn trái bị ngập sâu đến 1m nước, kéo dài suốt một ngày đêm. Mặc dù chưa bị thiệt hại nhưng nỗi lo thì còn đó. Những hộ dân này bỏ tiền túi đầu tư hơn 20 triệu đồng gấp rút thi công ống bọng. Họ không thể phó mặc sinh kế chính của gia đình vào con đê đã rỉu rã. Mình đặt cái bọng này để khi nó bể thoát kịp để cái cây mình đỡ thiệt hại hơn, chứ mà không có đê, cái bọng này thì nó thiệt hại dữ lắm, nó chết cây hết. Sợ nó bể vô rồi nước ngập vô rồi nó úng rễ nó chết, đó là trái cây mình thiệt hại rất nặng nề. Trồng cây sầu riêng tới 5 năm mới cái thu hoạch mà bây giờ thì nó chết cái là trắng tay hết. Mới bước vào mùa triều cường nhưng tại đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đê bao. Tỉnh Long An phải công bố tình huống khẩn cấp khi liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng bờ sông Kênh Hàng, đe dọa trực tiếp hàng chục hộ dân và nhiều diện tích cây ăn trái. Tại tỉnh Bến Tre, có khoảng 25% trong tổng số 260 km đê bao tại vùng chuyên canh cây ăn trái Chợ Lách có nguy cơ sạt lở rất lớn. Bằng mà để mà thi công cho cái đó, cái đoạn đê mà nó đảm bảo thì rất là khó. Cái nền đất nó rất yếu. Nếu mà chúng ta đầu tư mà cho nó gia cố, kiên cố thì chi phí rất lớn. Mặc dù cố gắng nhưng do nguồn lực hạn chế nên tại các địa phương vẫn còn nhiều tuyến đê bao xung yếu đứng trước nguy cơ sạt lở cao. Bà con cần chủ động gia cố, bảo vệ đất sản xuất, tài sản của gia đình. Bởi mùa triều cường năm nay chỉ mới bắt đầu, dự báo sẽ còn nhiều thách thức ở phía trước. Trong những ngày qua, mực nước trên các sông rạch tại thành phố Cần Thơ tiếp tục lên nhanh và cao theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch kết hợp với lũ thượng nguồn đổ về. Công tác chống ngập khu vực trung tâm thành phố hiện nay như thế nào? Ngay sau đây, phóng viên Tính Lập sẽ thông tin chi tiết. Đây là âu thuyền Cái Khế, một trong những hạng mục quan trọng giúp chống ngập cho khu vực trung tâm thành phố. Âu thuyền đã chính thức hoạt động từ con nước này. Như hiện nay, ba khoang chính của âu thuyền đã đóng lại để ngăn nước từ sông Cần Thơ tràn vào khu vực nội ô. Cùng với âu thuyền này còn có âu thuyền Hàng Bàn, 10 cống và 2 trạm bơm trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt vận hành. Trong 2 ngày qua, hệ thống âu thuyền, cống và trạm bơm đã giúp cho khu vực quận Ninh Kiều và một phần quận Bình Thủy thoát cảnh ngập nước. Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, đỉnh chiều đợt này sẽ xảy ra trong các ngày từ ngày mai 20 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9. Đỉnh chiều tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng lên mức từ 2 cho đến 2,1m, cao hơn mức báo động 3 khoảng 0,1m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh chiều hàng ngày vào lúc sáng sớm từ 5 giờ đến 7 giờ và chiều tối từ 18 giờ đến 20 giờ. Triều cường lần này có đỉnh chiều lên cao và nhanh, dự báo kết hợp với mưa lớn sẽ có diễn biến phức tạp, do đó bà con nên có những biện pháp chủ động nhằm bảo vệ tài sản của mình. Xin cảm ơn phóng viên Tính Lập. Thời tiết xấu và mưa kéo dài những ngày qua đã làm hàng trăm ngôi nhà ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng gần 350 cán bộ chiến sĩ, công an, lực lượng an ninh cơ sở địa phương hỗ trợ và di dời 75 hộ bị ảnh hưởng nặng đến nơi an toàn. Mặc dù hết mưa khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ là nước rút, nhưng việc sinh hoạt của người dân trên đảo gặp rất nhiều khó khăn, nhất là hơn 430 hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Hiện mưa còn làm ngập sâu cục bộ ở Phú Quốc, có chỗ ngập hơn 1,3 mét. Ngoài chỉ đạo các lực lượng khẩn trương rà soát và di dời người dân, nhất là các hộ bị ngập sâu, bị cô lập đến nơi an toàn, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo bà con và khách du lịch không đi ra các đảo, không nên tắm biển khi có gió lớn, sóng to nhằm đảm bảo an toàn. Những ngày qua, tàu phà ra Phú Quốc đã dừng hoạt động, riêng tàu chở hàng vẫn chạy bình thường. Dù vậy, để hỗ trợ bà con, các nhà hảo tâm trên đảo không chỉ nấu hàng trăm suất cơm cứu trợ các hộ gia đình bị ngập nước, mà còn nấu hàng ngàn suất cháo tiếp sức cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
mình không có làm được cái gì chuyện lớn để giúp bà con, thì bây giờ mình khởi lên một cái tấm lòng là bây giờ tôi sẽ nấu cháo, cháo thịt bằm. Tôi sẽ quyết định là nấu 2.000 suất cháo trong 7 giờ sáng ngày mai sẽ phát, và trưa 10 giờ sẽ nấu là 500 phần cơm. Những phần cơm suất cháo tuy không lớn nhưng cũng đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đoàn kết, nhường cơm sẻ áo của người dân đất đảo trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.